thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh dần lên. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 22 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 120,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 180 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 12-20 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 23 tháng 10, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 6, 7, giật cấp 9. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20 km, tiếp tục có xu hướng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 24 tháng 10, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Bắc Đông Bắc với cường độ cấp 7, giật cấp 9. Từ 48 giờ đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km, cường độ ít thay đổi. Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông hôm nay có gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 mét. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do không khí lạnh đang bao trùm Biển Đông nên áp thấp nhiệt đới ít khả năng trở thành bão mạnh trên cấp 10. Dù vậy, sự tương tác với không khí lạnh khiến diễn biến áp thấp nhiệt đới phức tạp khó lường. Trên đất liền, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi hôm nay đến sáng mai tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với cường độ mưa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cụ thể thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió bắc đến đông bắc cấp 2, 3, đêm trời lạnh. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ, có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ, có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, 3, đêm trời lạnh, riêng vùng núi có nơi trời rét. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27 đến 30 độ, phía Nam 23 đến 26 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, 3, phía Bắc đêm trời lạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25 đến 28 độ, phía Nam 29 đến 31 độ. Phía Bắc Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió Tây Bắc, phía Nam gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.